Em xin Dạ. cần giúp đỡ gia đình em có hai đứa nhỏ và giờ em mang bầu. Mùa dịch này em gặp khó khăn, xin mọi người giúp đỡ cho em, hai vợ chồng em và hai đứa nhỏ. Em làm hồ, mùa dịch này em thất nghiệp. Dạ, số tiền em đã nhận đủ 10 triệu. Em xin cảm ơn anh Viện đã dẫn chương trình này đã giúp đỡ cho em. Dạ, em xin cần giúp đỡ gia đình em có hai đứa nhỏ và giờ em mang bầu. Mùa dịch này em gặp khó khăn, xin mọi người giúp đỡ cho em, hai vợ chồng em và hai đứa nhỏ. Em làm hồ, mùa dịch này em thất nghiệp. Em gặp khó khăn, em xin được giúp đỡ. Vợ em gần sanh, em gặp khó khăn, xin mọi người xem qua giúp đỡ cho hai vợ chồng em và hai đứa nhỏ. Em làm hồ, mùa dịch này em thất nghiệp, em không đủ chi phí để lo cho hai đứa nhỏ và vợ em. Em xin cảm ơn mọi người đã xem qua giúp đỡ dùm hai vợ chồng em, và em cho đọc số điện thoại của em 0373462914, số điện thoại của em. Em xin cảm ơn mọi người. Alo, anh nghe nói chuyện không anh ơi? Dạ em nghe. Trời, mấy đứa nhỏ nó la dữ quá hả? Nó khóc nó đòi uống sữa. Rồi nó khóc nó đòi uống sữa hả? Dạ. Rồi tình hình là cho em hỏi thăm chút xíu đây, là bây giờ anh lên trên lầu đi, lên lầu nói chuyện ở chỗ nào nó yên yên chút để em nói chuyện với anh chút xíu Dạ dạ đi. Mạng ở đâu nó mạnh, chứ gần chỗ nào mạng nó mạnh đó, Dạ rồi mạng yếu vậy ta? Dạ rồi, mạng em được rồi chạy. Anh ơi, bây giờ em hỏi nghe là Dạ. còn khoảng bao lâu nữa là sinh anh ạ? À, mà nhà vợ anh sinh Khoảng tuần mấy, gần 2 tuần đó anh. ấy là khoảng hơn 1 tuần nữa đúng không? Dạ. À, khoảng hơn 1 tuần nữa. À, thì bây giờ cho em cái phòng trọ đó là anh thuê ở đâu vậy? Huyện Bầu Bàng, xã À, Lai Nguyên, ấp Đồng Sổ, khu phố 1, tổ 1. rồi anh cho em biết lên tên đầy đủ của anh tên gì anh ạ? À, Em Thạch Thôn, năm sinh 1999. Thạch Thôn hả? À, năm sinh 1999. Dạ. À, rồi à, đọc lại em cái số tài khoản với. Khoan đợi em lấy thẻ. À, hôm qua là bữa là em chuyển thử cho anh là chuyển thử cho anh nhận được đúng không? Dạ, em nhận được rồi, nhận được nó em rút được có 400 mấy, À, bốn 400 trăm mấy, tại nó còn giữ lại trong đó đúng không? dạ. Rồi, à, thì bây giờ em hỏi này, bây giờ là ở dưới đó thì dụ như mình đi đẻ thì mình có liên lạc được với cái bệnh viện chưa? Hay là liên lạc rồi từ chừng đó là Dạ tự chưa, chở đi hả? tự em lấy xe Honda chở đi chứ đâu có liên lạc được đâu, mùa dịch đâu có liên lạc gì được đâu, anh em đâu có biết gì đâu, À, còn mấy đứa nhỏ con của anh thì sao? chắc đem đi luôn, đâu có ai đâu, hai chồng lên đây. À, có nghĩa là chở chở vợ đi sinh rồi chở luôn mấy đứa nhỏ đi luôn. Dạ À, hai đứa con trai đúng không? dạ À, rồi vợ của anh là quê ở đâu nè? cùng quê với em luôn, em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? À, vợ anh tên gì? Và em Lý Thị Sợ Lệnh. Lý Thị Xạ Lệnh hả? Dạ.
Còn anh là thấy gì? Em Thạch Thạch Thôn ha. Mình là hình như không, em hỏi thật luôn là mình là người Khmer đúng không? Thôn. Mà sao anh biết đến chương trình này mà hôm nay em hôm bữa là anh kết nối? Dạ, lúc trước em lên mạng em nghe người ta nói gia đình em gặp khó khăn, em lên mạng tìm Facebook kêu người ta giúp đỡ đi, rồi em lên rồi em thấy số điện thoại anh, rồi người ta đưa cho số điện thoại đó cho em, rồi em điện cho anh. Rồi Dạ. thì hôm nay để tổng kết với lại á, thì em sẽ gửi cho anh cái số tiền ha, sẽ là 10 triệu để cho anh với gia đình của mình cũng như là các cháu. Thứ nhất là đặc biệt là bây giờ để cho đủ cho chị chi phí sinh nở cũng như một ít khi mà sau khi sinh ha. Rồi anh tí sau kết thúc cái live này á. Thì tại vì em đang quay là em quay bằng cái điện thoại luôn nên là em sẽ không thể nào em bấm trực tiếp cho anh cái số tài khoản, nhưng mà sau khi anh nhận được cái số tiền này á, anh sẽ quay cho em cái video để phản hồi lại để anh gửi lại cho mọi người nghe. Thì số tiền này của một người chị ở bên Mỹ, Boston, bút tích em quên, hình như Boston sao á, rồi gửi cho anh nha. Số tiền nói chung sẽ là con số 10 triệu để cho anh có cái chi phí. Thực ra thì số tiền 10 triệu này nó cũng không phải là một cái số tiền mà đối với em á, thực sự là nó cũng không phải số tiền nhỏ, nó cũng vừa đủ để cho anh đủ chi tiêu. Nhưng mà nếu như có khó khăn gì thì mọi người có thể giúp đỡ tiếp cho anh nha anh nha. Rồi cho em vào gặp vợ anh đi, gặp bà xã đi. Ôi trời, quay ngược màn hình này, quay ngược lại nè, cho anh gặp bà xã anh lên nói chuyện chút xíu này, quay ngược lại, quay ngược, quay 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 cái camera lại. Em này, cũng như anh đã nói chuyện với chồng em rồi, hai anh em cũng nó cũng trao đổi, thì mấy hôm nay thì cũng coi các video của em, cũng xét vào trường hợp của em, thì nó thật sự nó là một cái sự hiểu duyên nha, nó một cái sự hiểu duyên chứ cũng không thể nào mà biết được là mình sẽ giúp được ai, giúp được ai. Nhưng mà hôm nay thì anh cũng đã nói với chồng em rằng anh sẽ chuyển vào cái số tài khoản của em để cho nó chẳng tròn 10 triệu nha. Rồi. Dạ em chưa, cảm ơn rất nhiều anh Nguyễn. Sao? Em cảm ơn rất nhiều. Không sao, thấy vui không? Dạ. Rồi thấy 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 cảm thấy vui không? Cũng cũng được đúng không? Dạ em cảm ơn được có số tiền em đẻ với lo hai đứa nhỏ. Nhớ đừng có đẻ nữa, ngang đẻ đứa này nữa là ba đứa là nuôi đừ rồi đó. Dạ. Thôi thì cũng không làm tốn cái thời gian của em nữa. Anh cũng với tất cả mọi người chúc cho mẹ tròn con vuông ngang. Rồi có gì thông Dạ. tin thì gọi lên anh, rồi tí nữa nhắn cho anh cái số tài khoản đi, rồi anh chuyển khoản rồi sẽ quay cho anh một cái đoạn video để anh xác nhận lại nghe, tại anh làm việc nó rõ ràng một chút xíu nghe. Ok, cho anh gặp lại anh chồng coi. Em này, anh hỏi này là khi mà anh chuyển khoản cho em đó thì nó có báo tin nhắn gì không hay là em có nhận liền như hôm bữa không? Ok, rồi. Vậy thì anh kết thúc cuộc gọi này rồi em nhắn cho anh cái số tài khoản, tài khoản ngân hàng nha. Dạ, số tiền em đã nhận đủ 10 triệu. Em xin cảm ơn anh Viện đã dẫn chương trình này đã giúp đỡ cho em xin cảm ơn anh Viện và anh chị đã giúp đỡ cho em xin cảm ơn mọi người đã giúp gia đình hai vợ chồng em, hai đứa nhỏ, em xin cảm ơn. Và em xin cảm ơn một lần nữa đã đến anh Viễn. Em đã nhận số tiền được 10 triệu, đủ 10 triệu. Dạ, em xin cảm ơn rất nhiều ạ. À.